Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với BinGa Studio. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn một ca khúc cực kỳ mới của TWICE, đó chính là ca khúc I Can't Stop Me. Trước khi bắt đầu vào bài học thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram của Bin cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào bài học ngay thôi. Ok, động tác đầu tiên mình sẽ nhảy ra như thế này, hấp và nhảy vô trong lại. Rồi sau đó mình phủi hai phần tay của mình, phần hông mình nó sẽ nằm ở bên phía bên trái, và sau đó đưa tay ra và hấp lên, hấp, hấp. Rồi ok, 2 tiếng, 1 2, 3, 4, 5 và 6. Mình vào 7, 8. Sau đó chỉ lên một lần nữa, 1, 2. Rồi mình sẽ nhảy tay phải, tay trái, tay phải. Mình sẽ nhảy bằng chân bên phải trước, chùm chùm chắc. Rồi mở tay, 1, 2. Nhúng xuống một cái, mình sẽ bắt đà nhảy qua bên trái. Nhúng, 1, 2. Ok, mình sẽ đến lại nha. 2, đi. 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Rồi, sau đó mình sẽ dùng phần hông của mình đánh lên phía trước, phía sau, phía trước, phía sau. Như thế này. 1, 2, 3, 4. 4 nhịp còn lại mình sẽ để tay lên như thế này và cái đầu mình hất lên một cái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và mình hất nhịp 8 lần giật ra như thế này. Ok, đi sẽ đến lại một lần nữa nha. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, sau khi tới đây xong mọi người sẽ đặt Can't Stop. Can't Stop. Mình sẽ mở vòng tay và mình nắm lại. Can't Stop. I Can't Stop. Qua, qua. Hất phần hông lên nè. Và phần tay mình sẽ chỉ lên. 2, đi. Bùm bùm chắc. Ok. Rồi phần tiếp theo mình sẽ nhảy với tay như thế này. 1, 2, 3, 4 là mình bước chân bên phải trở về và ngồi xuống. 5, hất, 6, 7, 8. Rồi mình đứng dậy. Ok, lại lần nữa. 5, 6, 7, đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó mình sẽ ngồi dậy và mình hất cái tay qua bên trái, hất cái phần tóc của mình. Phần chân bên phải mình sẽ nhảy qua. Rồi mình đặt lên. Cái phần tay mình để chịu ok như thế này. Phần sống mình đi. Ok, 2, 6 và 6. Rồi sau đó mọi người quay hông một cái, phần tay hai tay mình vuốt ra như thế này. Bùm. Ok. Và mình sẽ lắc cái phần người lên như thế này. Giật cái người lên và mình hạ xuống. Rồi, mình chỉ hai cái cuối cùng. 1, 2, spot, lại. Na, na, spot, lại. Rồi sau đó mọi người đặt lặp lại một lần nữa cái câu Stop Me. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Rồi một lần nữa nha. 2, đi. 1, 2, 3, 4, 5, hất 6, 7, 8. 1, 2, 3, hất 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và up. Và ấp. Bùm chắc. Bùm bùm. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng ghép thử cái tốc độ chậm nha. Và thế là chúng ta đã hoàn thành xong ca khúc I Can't Stop Me của TWICE rồi. Bin rất là mong thông qua video này thì tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được vũ đạo của bài hát này nha. Đừng quên like và share video giúp Bin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.